rồi nó đại còn cua to đại nữa. Nghe coi Bảo nè, anh Bảo rồi xíu rồi, cứ cầm đi vớ kìa. Nè. Rút luôn hả? Còn miếng đi. Không muốn. Còn có đuối là dễ ăn nhất. Mày giữ quán rồi. Ớt mày cay lắm mày nha. Giống bữa. Mày biết à? Là mày biết là chất. Chứ... Mày là mày biết chất xui cỡ nào à? Đi đi. Bảo cho mình. Qua cái lò. Cái thúc lép đen rồi, cái cân. Về nhà xong nó vô vô dưỡng lão. Vô dưỡng lão làm từ thiện. Để bà đó chắc kia rất là rác lắm. Nào gì hơn? Quẩy rồi bà. Mời chủ nhật về. Không biết. Khi nào bà về, bà gọi điện. Ngon chứ. Cái này chết thèm rồi. Thế bắt xé hoàng ngôi tay. Đỡ. Chấm đi. Không. Còn chè chưa nha còn. Đâu được. Phải mua trả lại thôi. Trời ơi. Chè mà làm tiền được. Thường mà làm bức quá trả 10.000 hai viên thôi. Nó mua bịch chè hai viên, mua bịch chè hai viên bỏ trong bao đàng hoàng, nó phá như cô hồ phá hết rồi. Nó rồi còn lấy tiền lì xì ở đây rồi mà nói ai cũng mua hả. Mà nhân cái mà lấy ra bịch chè vậy nè mà đòi lấy tiền lì xì đấy, bỏ vô cái chén hay cái chung gì đúng không? Tao phải có xôi nữa chứ anh, cái này hay chè chả khác gì giống như là chè mày mua quá à. Ê cục coi bên bển ai ăn vậy? Bình ăn á. Con mới bảo ăn á. Xuống đây, xuống đây. Đồ ngủ chưa ăn, ăn. Ngộ mới đẹp. Đó vậy mà đòi tiền lì xì đầy tháng. Đòi 200 mới chịu. Bịch chè này 20 mới có không, đòi 200. Viên này nhỏ xíu một cái 5.000, viên bự mới bự giữ nó mới được 10.000. Cho 20 đi, trời đưa 20 thôi. Thôi khỏi luôn anh. Cho 10.000 thôi. Con này còn ăn không có đưa nha, cho nó này cho nha. Đúng không? Là cái chung này nè, của bà già chồng là cái bà già chồng đưa 500. Dám kêu rồi, bà già chồng kế bên. Đừng có cặp đập chung lít. Cảm ơn ta kêu cầm đừng có cười nữa, chứ mạng ta nói. Vì cầm gật đầu không, vì cầm cũng cười hoài à. Ngon mà con dâu. Con dâu mấy chồng, mấy chồng mua cho con dâu ăn ngồi nhìn luôn. Lại được. Thôi không ăn. Giờ không ăn con không có tiền nên mới ăn thôi chứ giờ sao, giờ cái này là vô tới rồi. Vô tới là sẽ ăn rồi. Anh đâu còn đường lui đâu. Xui, tự nhiên đi về. Ông có bản này cho. Tôi đi về. Đã đưa 200 đô mấy anh em dùm vô máy cấp về chia nha. Ừ rồi chi mà chứ. Đã đưa anh em tận dùm vô mà. Ai? Đánh chỗ đẻ nha. Chia nha, chia nha. Mua mua cơm cho con ăn tới giờ này. Chia ra bà. Chưa thấy mấy người này. Người ta mà mê con nào lấy hay nè. Bà lên cầm Diễm Quỳnh tao cũng tất. Thôi má, cho xin đi. Đứng được không? Sao mày không? Đi chén lại à? Ừ, xúc cái miếng này. Bây giờ bà câu nó lụm ai vậy chứ? Sao tự nhiên sau này mày dùng cái câu kỳ vậy? Em đi, bà không có tiền cho riêng nha. Bỏ câu cho tao nha. Chồng tôi đúng là ốm quá anh Bảo. Nói chứ nghe dạ nó còn xin cắt chứ mà đó còn không có cắt không để luôn rồi chứ. Mệt không? Tại luôn. Quyển nó ốm lội bụng ra luôn.
được 200. Bảo cho má nợ ấy không ai cho tiền ảnh cho để về đi nhà trả lại cho mua kẻ tao cho chuyện 500. Mày đi nữa một lộc lỗ rồi chứ không nhìn món trả tiền nhìn món trả tiền đi cho dễ đúng không, món kính 30 50 chứ món ngon 50, món đậu ngon thì 20, còn món nào thôi không thích ăn. Vô chỗ ông Vinh á, chỗ mà hả ngay Hà Công Quyền á, cái thơm hai cái lẩu thôi chứ làm gì đâu, có chuyện mấy chuyện mốt trời ơi, chuyện mốt nhỏ quá hả, với cái dĩa cơm chiên á ăn không có nhiều người, tụi ăn cũng ngon đâu, qua tụi ăn dở chỗ nào ngon gì trước biết không. Cái đó dành cái gì đâu, rau cỏ đi về phải làm lại. Ê mà bằng rửa rau lại mà tụi đó nó không biết mắc cỡ nữa mày. Tao rửa rau tại chỗ luôn bộ. Trước mặt nó luôn hả? À, kêu nó đưa cái tô nước cho tao rửa rau. À, rau dơ dữ vậy trời. Ở trong đất không? Bữa đó phải chứ có điều không? Cũng gà về đó gì xong con. Đó giờ nãy giờ chức ngồi đây ngủ nha, giờ chức qua cho lấy khi cô lại thì chức ăn. Không ăn đâu má. Không ăn. Thôi bị ngon á. Chức độc á. Tự nhiên ăn nó cái chúng độc. Không. Chức ăn khi cô lại chức. Không. Đó. Gì ngứa vậy? Không. Ủa xong nay không ăn gì? Bệnh rồi. Trời này chứ quay đầu là bờ nha, cái bờ đứng tuốt đằng kia chứ không đứng đây đâu, ăn cái đi rồi bê bờ. Cải bệnh. Qua bệnh cải liếp. Cải liếp hả? Chứ bên bệnh bên đây bà. Nè, đi chứ. Ăn cái cho con vui được không? Để cho con ngủ đi. Chuyện tí nhét mày luôn. Hết nhiều. Hôm nay sinh nhật cháu mày. Ờ. Ăn cám viên sơ nước. Ừ. Rồi cám viên sơ nước ngoài ra còn có ăn gì nữa không? Uống nước rồi. Uống nước hả? Mới nói ăn chè gì nữa. Mày mới nói ăn chè gì nữa giờ. Mới có ăn chè gì vậy? Mày ăn cắp nước đâu mà uống vậy? Nước của tôi mua chứ đâu ăn cắp đâu trời ơi. Chứ kỹ nghĩ ai cũng giống gì chứ hả? Dẹp đi Sơn ơi, cái chai là dòng này xa quá rồi. Dứt nhìn nè, dứt nhìn nè, dứt nhìn nè. Thì rồi đó. Thấy bà bỏ trên dĩa bánh gì ngon lắm mà đâu rồi. Bà bỏ bánh gì trên dĩa, sáng mà khỏe tù. Bánh gì trên dĩa? Cái gì chứ nằm mơ á. Áo phe cần đô, có dĩa bánh ở đây nè. Công nhận gì xưng hay thôi, vừa chơi game mà vừa vừa coi phim luôn á trời, lần đầu mới thấy luôn á, vừa chơi game mà vừa coi phim luôn. À giống gì, gì bảo đảm gì xưng chỉ nghe tiếng thôi chắc luôn, nghe tiếng thôi còn mắt thì chơi game, đó má chồng là vừa chơi game mà vừa coi phim luôn, đó lỗ tai thì nghe phim còn á mắt thì chơi game, chứ có làm được gì không? Có thấy đường đâu mà làm. Rồi, chai dầu. Cái dầu này còn được bao lâu đây? Vì chất bị ngứa quá nên chất phải sức dầu. Còn trắng. Ủa sao chân gì chất học soạn mì chất? Sao chất? Ông lấy ra bớt bán đi. Bán thì mua. Bán không? Con dẫn chất ra chỗ. Chỗ kia bán. Bán ra tiền đó. Học soạn cũng có cái giá của học soạn. Vậy mua hộp của chồng. Hộp gì? Giờ chất nó trồng cái chất rau cái hộp đó nhiêu tỷ, mấy tỷ đường là gì à, tôi trồng quá đó. Ừ. Ê mai cài vợ cho trồng chất đi đi có nhiêu đâu. Có
Dạ. Gì sao không có đi cho nó nhỏ vậy? Nó lớn lên chứ. Mai chức chồng chức ở đây không? Rồi chức nói chuyện vô chồng cái chức ra đi giờ chức ngủ không? Để cho nó với thử nhà tâm sự. Mai chị Hương có đi mà. Sao nó nhỏ gì chứ? Đó đây là khuôn mặt của gì chức nha cả nhà. Đó đây có càng ngang rất nhiều nha. Lúc nào mép mép của gì chức cũng dính một cái hộp gì. Đó. Ê. Ác quá cùng giờ này chưa qua đó. Thật quý ơi, qua quý, quý ơi. Quý. Con mới dặn chị đẹp đi mua đồ á. Mua gì? Mua đồ dùng. Mua gì? Mua đồ dùng cá nhân. Quần áo quần cho clip đó. Quần áo thôi chứ không phải quần sao clip gì hết á. Nó kêu mình mua trái cây cho nó cúng mà. À biết bà đâu kêu mua trái cây đâu. Ông chở về chích với cấm còn nữa quá. Thôi. Vợ con cũng muốn chở chích lắm, chở một ngày chích nói con là ô xin của gì chích. Con không chấp nhận được điều đó. Thử, đừng có hồ. Chị chích thử đi. Chị chích với nước lọc coi con là number one đó nha. Chậu nó dạng nó ăn cơm rồi sao nó bắt tiền.